Thưa quý vị, những ngày qua, hơn 400 nông dân hai huyện Châu Thành và Chợ Lách đã đến tham dự chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp cùng các chuyên gia tại chương trình Bác sĩ Nông học do Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bến Tre tổ chức. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đã tích cực triển khai các chương trình đề án, kế hoạch để thực hiện các chủ trương chính sách như Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết của tỉnh ủy Bến Tre, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh với định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ, phát triển nhãn hiệu thương hiệu cho nông sản, sản phẩm OCOP. Tại buổi tọa đàm, nông dân tập trung trao đổi với các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp một số nội dung liên quan đến trồng chăm sóc cây ăn trái, hoa kiểng, cùng việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác nông nghiệp, cách sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và phương pháp sử dụng phù hợp với cây trồng. Hôm nay chúng tôi đến dự cái chương trình Bác sĩ Nông học này, tôi học hỏi nhiều cái đề tài cũng như nhiều cái khó khăn mà chúng tôi chưa làm được. Thì hôm nay tôi nhận được thấy những cái rất là bổ ích để về truyền tải cho bà con nông dân cùng cái tổ hợp tác cũng như là tổ xã chúng ta bắt tay cũng như có điều kiện thuận lợi để chúng ta xâm nhập cũng như chúng ta đưa ra quy trình giải pháp tốt hơn sau cái chuẩn bị cho cái thời điểm biến đổi khí hậu sắp tới. Thì bản thân tôi thì làm mai vàng nên cũng có rất nhiều cái hay, học được kỹ thuật bón phân từ sâu, mà đặc biệt nhất là bọ trĩ thì nó gây hại mai vàng nên rất hay. Ngày hôm nay tôi học được cái bài này thì nó cũng hay, xứng đáng cho cái buổi đi giao lưu hôm nay. Đây là chương trình tư vấn khuyến nông với sự tham gia của nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà nước cùng đưa ra các giải pháp hữu hiệu trong quá trình canh tác, giúp nông dân Bến Tre phòng trừ dịch hại, sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi tập quán canh tác, sản xuất của bà con nông dân. Qua đó, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tư vấn chuyển đổi giống cây trồng phù hợp với địa phương. Thời gian vừa qua thì phân bón của Mỹ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai cái chương trình Bác sĩ Nông học tại các địa phương. Qua các cái thông tin như thế này thì bà con sẽ tiếp cận và sử dụng hiệu quả các cái thông tin khoa học, ứng dụng thực tế vào sản xuất của mình nhằm thứ nhất là tiết kiệm chi phí, thứ hai là tăng hiệu quả và thứ ba là giúp cho cây trồng vật nuôi của mình phát triển bền vững theo cái xu hướng chung của địa phương. Từ những thông tin được các chuyên gia, nhà khoa học cung cấp tại chương trình, nông dân Bến Tre sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những kiến thức đã được ứng dụng, áp dụng vào thực tế sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giá trị nông sản, liên kết sản xuất chặt chẽ, góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.